À, xin chào các bạn, à, hôm nay là mình xin giới thiệu là các bạn cách chọn à, à, chim hay. thì đây là con chim à, chim trống và cái chân của nó là như 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 đây là rất đỏ, các đường đường vảy của nó rất là đều và móng của nó là à, móng này thì nó cũng cũng không phải là móng móng rồng nhưng mà các bạn thấy không? con chim nó rất là 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 là, là đỏ chân đấy là cái giống chim mà các bạn rất là ưa nhìn đấy thì uh, cái thường là con trống các bạn uh, bắt ra như thế này thì uh, các bạn thấy là nó hay hay kêu và cái phản ứng của nó rất là quyết liệt thì đấy là con uh, các bạn có thể là đấy là biết là dấu hiệu con chim trống thì đây là cái cái phần đầu của nó đấy, các bạn thấy không cái cái phần đầu của nó phần đầu của nó đây Đó, phần đầu của nó Đó, đầu của nó bao giờ nó cũng có cái phớt 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 màu màu xanh nó, và con cái phần mắt của nó đây, các bạn nhìn thấy không Mắt của nó rất là tròn đỏ. Và cái những cái vành mắt của nó rất là là đều. Thì như đấy là những con chim khỏe, không bệnh tật gì cả. Bên này cũng vậy thôi. Đó. Tiếp theo là cái hàng cườm. Hàng cườm này các bạn biết ở đây là cái cườm của nó. Cườm này thì các bạn có thể hiểu là nó là cườm vừng. Con chim này rất là bạo dạn và nó gáy giọng thổ. Đó thì với cái kích thước như này thì nó cũng là những chim to là tương đối to so với những chim tàu chim lai thì không to bằng nhưng mà so với chim ta chim bắc bộ mình là nó rất là to thì cái phần ở phần ở dưới đây là cái chiều chiều dài của con chim đó thì cái phần lớp cái, cái phần lớp ở dưới này là cũng là màu trắng màu trắng và đặc biệt là các bạn có thể kiểm tra cái 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 phần cái phần ghim của nó là hai cái g của nó rất là hẹp. Và các bạn thấy là khi các bạn sờ vào cái phần vòng ngực này này, các bạn thấy là nó rất là gì? Nó rất là là là, là nở và chắc cái phần ngực, ngực hồng này. Cái ngực này là ngực hồng nhá. Và cái cái chỗ móng tay mình đây này là cái đường giáp danh giữa phần cổ và phần cường. Thì bao giờ nó tạo thành một cái hình đường thẳng phân cách giữa cái lớp cườm và lớp đầu này một cách rõ nét thường là những con trống nó là như vậy à, cái phần mỏ này cũng thế thôi các bạn nên tìm những con chim mà nó cái phần mỏ trên của nó bao giờ nó cũng có thừa ra một tí và nó nó quăm xuống thì nếu như con chim mà nó mỏ nó thẳng tưng thẳng tưng như này thì con chim nó nó, nó chưa được chuẩn lắm về hình thức nó thì cái phần đuôi cũng vậy thôi các bạn nhìn thấy là nó bao giờ nó có hai lớp nó thì à, cái con chim trống thì bao giờ cái cái làn đuôi của nó bao giờ nó cũng nó cũng xòe nó xòe rộng ra nó nó xòe có ngon nó còn nó xòe như này đấy đó và khi nó bậu từ cành trên vào dưới là nó bao giờ nó cũng cong nó cụp nó cong nó cụp luôn đó thì con chim mái thì cái lông đuôi của nó nó không được xòe như này nó con chim mái thường nó chỉ vót thế này thôi đó. các bạn cứ nhìn này con chim mái nó chỉ, vót thế này thôi lúc nào thế cái bạn xòe ra thì nó không thể rộng được như con chim trống đấy và cái con chim này thì cái hàng hàng lông và lớp lông nó rất là đều đẹp đấy, con chim là, là con chim điển hình thì ở đây là mình sẽ 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 chuyển cho một khách hàng là số điện thoại là 0977 079 058 tám ở Bắc Linh thì mình uh, chuyển con chim với những con chim như này thì nó cũng là con chim vừa túi tiền cho mọi người chơi. Là một triệu, một triệu là tiền chim và 100.000 tiền vận chuyển qua hệ thống xe khách. Đó, đây là từ, bắt đầu từ văn phòng của mình ở Mỹ Đình. Thì các bạn thân mến là mình sẽ... Uh, Đó, này. Ok, từ từ đã. Mình để nó vào cái tư thế đây. Đây. Đây là cái phần cườm của con chim này các bạn thấy chưa đây là con chim này là con chim điển hình nhất của trại chim của thao thì các bạn nhìn thấy là cái lượng cườm nó rất là dày lượng cườm rất là dày rất là hàng nối với cái giá thành một triệu mà con chim nó đã con chim nó nó có tuổi rồi thì nó sẽ đỏ nó đỏ chân chân nó càng càng có tuổi nó càng đỏ và đặc biệt là cái 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 cái, cái con chim mà có tuổi thì bao giờ là cái phần cườm của nó cũng rất là đen ánh và rõ ràng thì các bạn nhìn thấy cái phần gáy này của nó là nó hình chữ V V V thế này V thế này và cái sự tiếp giáp giữa hai hai lớp lông là nó rõ ràng thì còn chim mái thì cái phần cườm nó nó sẽ thấp hơn và nó không ánh những cái hạt hạt đốm trắng và hạt đốm đen này nó không được ánh sáng như là như là con chim con chim trống đấy là cái dấu hiệu mà các bạn nhìn cườm đó đấy thì, uh các bạn nhìn thấy con chim này nó cườm nó rất là đẹp Sao thế nào để, chụp cho. để Thì về cái chiều dài của con chim ấy, thì các bạn thấy là đây là đây là cái phần từ từ cái phần từ cái phần chóp đuôi này đến đến lửa thân con chim này này là chiếm hai phân còn phần này là 10 phân nữa thường những con chim đạt tiêu chuẩn nó phải ngoài 30 phân tính từ chóp đuôi đến chóp mỏ đó thì các bạn thấy là khi mà các bạn cầm vào một con chim trống ấy, thì các bạn nhìn này các bạn nhìn rõ này con chim trống bao giờ khi các bạn cầm cầm cái như này bản thân nó là nó rất chắc người nó rất là rắn chắc cái khung xương nó bây giờ nó to hơn con chim mái và cái phần thịt ức này rất là nở đó và đặc biệt là nếu như các bạn nhìn con chim mái bây giờ là người nó cũng thon nó vót hơn nó không không bầu cái phần ngực này nhưng con này thì mình cầm này là cái phần khoảng cách này nó rất là rộng con chim mái là nó sẽ hẹp lại bởi vì là cái vòng tay mình nó sẽ ôm hết thì uh, trên đây là cái clip uh, giới thiệu cái uh, những cái cách để mà các bạn chọn những con chim hay như thế này hoặc là các bạn có thể có niềm tin tăng thêm để mua những con chim ở trên cái vườn chim của mình mình tên là vũ văn thao với cái số tài khoản là hai hai một không hai không năm một năm sáu sáu tám một hy vọng rằng cái chủ đề chim cu gáy này sẽ là một cái chủ đề để anh em đam mê chim giao lưu một cách văn minh văn hóa và đặc biệt là uy tín chất lượng mình mong muốn là sẽ được chơi với một số những anh em mà mua bán được với những anh em là có cái tinh thần lịch sự. Nếu như các bạn chuyển khoản thì mình sẽ giảm giá. Còn nếu như các bạn không thì có thể là các bạn anh em ta sẽ giao dịch tại bến xe Mỹ Đình hoặc là trung tâm Hà Nội. thì các bạn có thể là gửi tiền cho lái xe của các bạn đi từ vừa. ví dụ các bạn ở Thanh Hóa thì các bạn có thể chuyển gửi tìm đến một cái xe thì Thanh Hóa ra đến nước ngầm hay là ra đến Mỹ Đình thì mình có thể là cho người của mình ra giao chim và nhận tiền hoặc các bạn chuyển khoản thì để cho mình lại số điện thoại địa chỉ thì mình sẽ chuyển đúng yêu cầu đúng chất lượng cho các bạn những con chim mà bên mình bán ra để cho các bạn chơi lên khách ấy, thì sau khoảng nửa tháng đến một tháng là chim sẽ lên khách và nó giá thành của nó cũng chỉ tầm trên dưới một triệu nếu con non quá thì cũng tầm sáu bảy trăm còn con chơi rồi thì cũng là một triệu một triệu rưỡi quay về đấy là để cho biết các bạn biết cái khung giá như vậy thì Uh, hoặc là những con chim non thì có thể là chỉ khoảng uh, cặp chim non hai con một trống một mái thì có thể là năm sáu tùy nếu mà đúng thổ uh, sấm hoặc là ấy thì giá nó sẽ là đặc biệt hơn một chút còn nếu như mà các bạn mua chim bố mẹ sinh sản thì có thể là uh, giao động cái mức từ 2 triệu đến hai triệu rưỡi uh, trên đây là cái uh, uh, clip này hy vọng rằng các bác uh, uh, hâm mộ thì có thể là chia sẻ comment uh, có những ý kiến có những câu hỏi để về chữa bệnh cho chim về cách chọn chim cũng như những cái vấn đề về con chim hoặc là có thể là chọn nồng hoặc là cái công thức để mà cho ăn thì mình cũng sẽ chia sẻ dần dần từng video mong các bác các anh chị em sẽ đăng ký và tiếp tục đón nhận những video mới nhất uh, của mình trong ngày uh, những cái thời gian tới bởi vì cái lượng chim của mình cung cấp ra thị trường rất là nhiều một ngày những cái hộp như thế này thì nó cũng không phải là ít ví dụ như những cái hộp như thế này hoặc là những cái hộp như thế này thì uh, mình cứ nhập đặt theo cái ấy này khoảng vài trăm hộp thì nó sẽ nhỏ gọn với cái hộp này thì các bạn có thể đựng được hai con chim vào đây và ưu điểm là mình không để cái hộp này thì nó sẽ tối và nó sẽ có nỗ thổ ở thở ở đây thì con chim nó sẽ không bị chết và nó sẽ không bị sổ sổ lông và nó sẽ không dãy dụa linh tinh mà nó sẽ không bị ảnh hưởng đến con chim thì ở và các bạn lưu ý là khi mình chuyển thì bao giờ mình cũng sẽ thắt một cái nhựa vào đây để đánh dấu chim à, tới đây mình sẽ theo ý kiến của một số anh em và một số khách hàng tin dùng thì họ sẽ bảo mình đeo khuyên vào đây và có cái như kiểu là tem bảo hành cái thương hiệu là thao chim khu gáy ngoài bắc à, và đặc biệt là các bạn à, có thể là cái hình thức đây là mình ví dụ như là cái này thì mình sẽ dán như thế này và nhưng cao này và mình sẽ để dán băng dính đây và mình đóng cái cửa như này ở trên đây mình sẽ đóng cái cái con dấu vào đây tiếp theo thì khi mà chuyển đi thì cái hệ thống xe ôm cũng như là xe khách không thể đổi được chim hoặc là có vấn đề gì xảy ra ờ, thì khi các bạn tiếp nhận chim thì nó sẽ có chữ ký của mình ở đây và có cái con dấu giáp lai của mình ở đây thì nó sẽ không có cái trường hợp là chỉ có người mua chim mới được bóc rách cái cái tem giáp lai như vậy một lần nữa xin các bạn gọi vào cái số điện thoại là 0163 5305982 để được đặt những con chim theo đúng ý của mình. Ở đấy là số điện thoại cũng như là đăng ký Zalo của mình. Còn trên YouTube thì có những cái con kênh như video của mình, cái kênh chim gái hay của mình ở trên Facebook cũng vậy thôi. Các bạn đã quan tâm thì cũng sẽ đón nhận được những video lần lượt về những cái cách và những cái chủ đề của con chim. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.